Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng vào tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyên cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này thời tiết toàn miền Bắc ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi diện tích trồng vải toàn vùng vào khoảng 56.000 ha và hiện nay thì vải trà sớm đã thu hoạch xong trà vải chính vụ đang thu hoạch hiện nay một số đối tượng sinh vật gây hại chính đã phát sinh và gây hại trên vải cụ thể sâu đục cuống gây hại với diện tích nhiễm là khoảng 350 ha bệnh thán thư với 400 ha và bệnh sương mai nhiễm 120 ha. Để hạn chế các loại đối tượng sâu bệnh hại này thì bà con nông dân cần phải chú ý một số công việc sau đây. Đầu tiên thì cần phải thường xuyên thăm vườn phát hiện trưởng thành sâu đục cuống nở rộ để có biện pháp xử lý kịp thời mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng quả vải. Khi mật độ tỷ lệ bệnh cao dùng thuốc hóa học để phòng trị, nên phun vào giai đoạn trưởng thành rộ và phun vào lúc chiều mát thì mới đạt hiệu quả cao. Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng đúng liều lượng, đúng nồng độ, đúng lúc để hạn chế lãng phí, ô nhiễm môi trường và đảm bảo cho chất lượng quà vải sau này được an toàn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Xin được chuyển sang khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết tuần này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng và trời thì có nắng nóng, trời lạnh về đêm và sáng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông một vài nơi. Trên cây hành, hiện có khoảng 700 hectare hành hoa đã được gieo trồng tại tỉnh Nghệ An. Thế nhưng sâu xanh da láng hại hành đã phát sinh trên diện tích 6 hecta, mật độ phổ biến từ 1 đến 3 con một mét vuông, nơi cao thì khoảng 30 con một mét vuông, có khả năng tăng thêm trong thời gian tới. Và để khắc phục thì bà con cần chú ý là tăng cường điều tra phát hiện, tiến hành đặt các loại bẫy bả thu hút tiêu diệt trưởng thành, thu gom ổ trứng, thực hiện tốt khuyến cáo cơ quan bảo vệ thực vật chuyên ngành tại địa phương. Ngay bây giờ thì xin được chuyển sang thời tiết tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng như là ở khu vực Tây Nguyên. Thời tiết tuần này ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có rông. Hiện ngô hè thu đã trồng được khoảng 94.000 ha tại đây và trong giai đoạn cây con phát triển thân lá. Số diện tích ngô nhiễm sâu keo mùa thu đang ghi nhận được là 150 ha và tập trung chủ yếu tại các tỉnh như là Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đắk Lắk. Cây ngô giai đoạn cây con phát triển thân lá là thời kỳ xung yếu dễ bị sâu keo mùa thu tấn công gây hại. Và để phòng chống sâu keo mùa thu thì cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, cụ thể như sau. Đầu tiên là bà con cần phải sử dụng giống kháng chống chịu sâu keo mùa thu hoặc là xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật trước khi trồng, thường xuyên thăm đồng để phát hiện và xử lý kịp thời, tuân thủ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, thì diện tích thanh long nhiễm đốm nâu hiện nay là khoảng 4.300 ha trên tổng diện tích là 34.000 ha và cây thì đang trong giai đoạn chăm sóc thu hoạch. So với thời kỳ trước, thì số diện tích nhiễm đốm nâu đã tăng lên 200 ha và trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, bệnh đốm nâu gia tăng gây hại ở những vườn thanh long rậm rạp, bón phân không cân đối. Vì vậy, bà con cần thực hiện tốt quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long của Cục Bảo vệ Thực vật cụ thể như sau cần tiến hành thăm vườn vệ sinh vườn cũng như là chọn sạch cỏ dại nhằm diệt trừ một số loài môi giới truyền bệnh như là ốc sen hay là côn trùng cắt bỏ cành quả bị bệnh thu gom và xử lý tiêu hủy bằng chế phẩm sinh học không để lại tàn dư trong vườn trồng để tránh lây lan nguồn bệnh bón phân cân đối tránh bón thừa đạm tăng cường phân lân kali phân hữu cơ hoai mục để tăng sức đề kháng cho cây thanh long cuối cùng sẽ là hình thái thời tiết tại khu vực nam bộ trong tuần này thì thời tiết ở Nam Bộ có phổ biến mưa rào và rông ở một vài nơi. Hiện nay thì ở khu vực này đã trồng tổng cộng khoảng 25.000 hecta thanh long, trong đó cây thanh long đang tập trung ở giai đoạn nuôi quả và thu hoạch. Bệnh núm nâu hại thanh long tại khu vực Nam Bộ tăng 1.300 hecta so với tuần trước và nâng tổng diện tích nhiễm bệnh tại đây là 2.900 hecta. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 cho tới 10%. Và với tình hình thời tiết như hiện nay mưa nắng xen kẽ, dự báo là trong tuần tới thì bệnh đốm nâu có khả năng tiếp tục gia tăng trên diện tích nhiễm. Chính vì thế mà bà con cần phải chú ý là theo dõi sát diễn biến điều kiện của thời tiết kết hợp với việc thăm đồng thường xuyên, triển khai các biện pháp chăm sóc vườn, đẩy mạnh áp dụng quy trình phòng chống bệnh đốm nâu thanh long của cục bảo vệ thực vật đã ban hành để hạn chế lây lan. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn cục bảo vệ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.